Kính thưa đại chúng, tất cả chúng ta ngồi đây, nói chung là tất cả con người chúng ta, khi chúng ta lớn lên thì ai cũng muốn thành tựu một cái gì đó trong cuộc đời của mình, dù lớn hay nhỏ. Có nhiều khi mình không phải là đại thương gia thì cũng là tiểu thương gia, mình không mở một cửa hàng lớn thì cũng mở cái sạp nhỏ nhỏ. Thậm chí một người nghèo nhất, không có gì để làm, đi bán vé số để kiếm ăn, kiếm sống nuôi gia đình, tất cả đều phải dấn thân, phải không? Tất cả phải dấn thân. Một người tu cũng không phải để hưởng nhàn, mà một người tu là phải dấn thân để phụng sự. Tại vì khi mình đã chọn con đường này đi thì mình biết rằng con đường này nó không đơn giản. Nó không đơn giản để cứ nghĩ là lúc nào cũng có hoa thơm cỏ lạ, không phải lúc nào cũng là trọn vẹn trôi chảy, mà nó phải có những thử thách, nó phải có những gian nan. Vì vậy cho nên Đức Phật cũng đã biết được điều này, cho nên Ngài cũng đã dạy cho chúng ta những cái tâm niệm để lòng, đó là ở đời đừng cầu không khúc mắc. Vì không khúc mắc thì đạo quả không thành. Làm việc đừng mong thuận mình, vì thuận ý mình thì lòng kiêu sa thường nổi dậy. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào sẽ mờ hao tâm trí. Ở trên đời này không có ai mà tự động lợi nói với mình: anh hùng đồng đi, tháng sau tôi đưa anh 1 triệu. Nếu mà ai đó nói cái đó với mình thì mắc chi người ta phải kiếm mình bà con quý thuộc, người ta không sướng hơn sao? Cứ bỏ vô đồng lấy 1 triệu. Mà thường mình hay nghe mấy cái lợi đó, phải không? Bỏ nhỏ mà muốn lớn. Thành thử mình hay dễ bị gạt. Thế đại chúng muốn thành tựu được những cái muốn muốn của mình thì chúng ta đều phải set up, phải đặt cho mình một cái tiêu chí. Vì chính cái tiêu chí đó nó hướng tâm mình đi lên. Ngày xưa Ngài Huyền Trang, Ngài không phải là người đầu tiên đi bộ qua Ấn Độ để thỉnh kinh từ Trung Quốc. Ngài là người tiếp nối của các bậc cao tăng trước Ngài, như là Ngài Pháp Hiển vân vân. Nhưng mà Ngài Huyền Trang học cái hạnh của người xưa để làm một cái cuộc hành trình đi về Ấn Độ để học hỏi và đem những cái tinh ba về cho Phật giáo Trung Hoa. Nhưng mà cũng cái con đường đi của Ngài Huyền Trang là một con đường đi lịch sử. Và ngày nay chúng ta có một bộ truyện Tây Du Ký, coi như là một bộ truyện nói về cuộc đời của Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Nhưng mà xin thưa đại chúng là Pháp Hòa nhắc hoài, quý vị nhớ là Ngài Huyền Trang là người có thật trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Và cuộc hành trình của Ngài đi sang Ấn Độ thỉnh kinh là có thật. Còn những nhân vật đi theo Ngài là hư cấu, không có. Ngài chỉ đi một mình và không có ai trong chuyến đi đó cả. Và nếu có là cũng những con người bình thường trên đường trợ duyên cho Ngài, chứ không có một nhân vật nước đá đi ra tên Tôn Ngộ Không. Cũng không có một nhân vật, nghĩa là nó phiệu như là Trư Bát Giới. Tất cả những hình ảnh đó được dựng lên. Và một nhân vật trong đó nổi trội và ai cũng khoái coi, đó là Tôn Ngộ Không. Ngài Huyền Trang là một con người rất bình thường, không võ công, không mưu trí, không có lanh lợi, lúc nào cũng điềm đạm nhẹ nhàng từng bước từng cử chỉ của Ngài. Nhưng mà ngược lại, người đệ tử của Ngài thì thông minh, tài trí, nhanh nhẩu, bay nhảy khắp nơi,
gọi là lật trời khuấy nước, gọi là tề thiên, nhưng vẫn làm học trò của Ngài. Chỉ một điểm đó mình cũng phải nhìn lại tại sao trong bộ truyện Tây Du Ký lại đặt một cái việc như vậy. Một con người thông minh tài trí như vậy tại sao lại đi làm đệ tử một ông thầy bình thường như vậy? Bởi vì Ngài Huyền Trang tượng trưng cho cái chân thật. Ngài Huyền Trang tượng trưng cho một con người chân thành cầu đạo. Và Ngộ Không đối lại với cái chân thành là một con người mưu trị. Mà trên đời này không có cái gì đẹp mà bền bằng sự chân thành, có phải không? Trên đời này đi ra tiệm cứ móc tiền mua Coca Cola, Pepsi, nước trà, cà phê, như tất cả các thứ nước, nhưng rốt cuộc không phải đi kiếm chai nước lọc mà uống. Tại vì trong cơ thể chúng ta cần nước lọc nhiều nhất hơn tất cả các thứ khác. Mặc dù nó rẻ tiền nhất, ít ai để ý nó nhất, nhưng khi bình thường, nếu nói đúng ra khi bệnh rồi thì lại cần nó nhất. Nước lọc tượng trưng cho chân thành, trong trắng, nhẹ nhàng, rẻ tiền, nhưng mà ai cũng cần, có phải không? Cho nên ở đây giữa hai hình ảnh của hai thầy trò, một người mưu mô và một người bình thường chân thật, nhưng tại sao cái mưu mô nó vẫn phải phục tùng trước chân thật? Đó là cái đạo lý chúng ta có thể suy tư, quán chiếu và tự lấy bài học cho chính mình. Nếu mình là những người sống luôn luôn sống với cái chân thật thì chúng ta cũng hiểu rằng chân thật bất hư. Bát Nhã Tâm Kinh có cái câu cuối: thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trường nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Và cái câu của Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Yết đế, Bà La Yết đế, Bà La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà. Khi Ngài Huyền Trang trên đường đi gặp tất cả khổ nạn, Ngài liền chắp tay: Yết đế, Bà La Yết đế, Bà La Tăng Yết đế là gì? Cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm chút nữa, đến nơi rồi, vui quá, reo hò. Cái câu Yết đế dịch là vậy đó. Yết đế Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm nữa để được đến bờ kia, Ta Bà Hà. Cho nên khi nào mình làm việc gì xong đó, cứ nhớ Ta Bà Hà. Việc gì mình nhịn không xong, ráng nhịn đi và tự nói với mình: nhịn rồi, việc gì cũng Ta Bà Hà. Như vậy ở nơi Ngài Huyền Trang có một cái gì để Ngài đến được Tây Phương? Đó là một niềm tin bất hoại. Ngài có một cái niềm tin bất hoại rằng Ngài sẽ đến được Tây Trúc để tịnh kinh. Cho nên ở bên Nhật Bản, Pháp Hòa quên cái thành phố gì rồi mà Pháp Hòa có đến đó, nơi mà người ta lập một cái nhà tưởng niệm Ngài Huyền Trang. Và ở trước cửa, cái cửa của cái nhà tưởng niệm đó chỉ để hai chữ thôi: bất đồng. Bất đồng. Thì khi mà đến đó các vị mới kéo Pháp Hòa lại: thầy, trên đó để chữ gì vậy? Pháp Hòa nói: để chữ bất đồng. Các vị không hiểu bất đồng là gì? Pháp Hòa giải thích: phương đông là chỉ cho xứ Trung Quốc, phương Tây là chỉ cho Ấn Độ. Mà cuộc hành trình của Ngài Huyền Trang là từ Đông sang Tây. Và trên đường Ngài đi có những lúc yêu ma, quỷ quái như trong truyện đó, có nghĩa là những lúc Ngài đi qua những bãi sa mạc, đi qua những nơi nguy hiểm, nhưng Ngài dứt khoát
thà làm ma ở xứ phương Tây, không trở về là một người hưởng phước của phương Đông. Cho nên ngày bất đông nghĩa là không bao giờ trở lại phương Đông nếu cuộc hành trình chưa viên mãn. Cái niềm tin bất hoại của ngài Huyền Trang đôi khi chúng ta chưa đủ. Chúng ta có niềm tin nhưng mà niềm tin của mình dễ lung lay quá. Đừng có nói chuyện mà niềm tin làm ăn, niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào người thương của mình không đủ, và thậm chí mình không đủ tự tin, cho nên rồi mình cũng tu chưa tới đâu hết. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới, tin Thầy, tự tin, tin Nhân, tin Quả, tin Lý, tin Sự, nhiều cái để mình tin, và nhiều cái yếu tố đó để niềm tin mình bất hoại. Cho nên ngộ không không có được cái niềm tin đó, mà ngộ không phải đi theo ngài. Cho nên quý vị thấy không, bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là tài cán như ngộ không, rồi những hai người sư đệ kia cũng đều hội ý với ngài hết, và chính ngài là người quyết định mọi việc. Tại vì cái sự chân thành và niềm tin của ngài làm vững cho phái đoàn. Khi chúng ta ở trong nhà, mình nuôi bệnh ai đó, mình cũng phải có một niềm tin vững chãi như vậy. Để làm cái gì? Làm cái trụ cột cho người bệnh. Người bệnh nhiều khi họ mất niềm tin, họ sợ họ không đủ sức khỏe. Mặc dù mình biết có sống thì phải có chết, nhưng để cho người bệnh giây phút nào chưa có give up, buông xuôi, thì mình phải làm cho người bệnh tăng cường cái niềm tin, sức sống. Cho nên mình phải có sự vững chãi của chính mình. Có những lúc Pháp Hòa đi giảng kiệt sức, rồi mấy vị đó thôi bây giờ thầy hủy chuyến đi, hay là thầy không giảng con nó khóc. Trừ khi nào Pháp Hòa không còn thể nói ra được tiếng, hay không còn ngồi dậy, còn xô đã nhận rồi sao quý vị. Hồi nãy còn khoảng 10 phút nữa, trên đường đến đây còn 10 phút nữa thôi, thì Pháp Hòa nghe ni sư trụ trì gọi cho em Phật tử: chết rồi, bây giờ ở ngoài đông quá làm sao. Pháp Hòa nói: ráng thu xếp để không thôi, các vị ở xa mà người ta phải quay về thì tội lắm. Những người mình lái cả tiếng hai tiếng tới đây rồi mà không được về, phải đi về thì thương lắm. Mà xin phép đại chúng, nãy Pháp Hòa còn thoáng nghĩ chút nữa, hồi nãy Pháp Hòa bước xuống mà thấy còn ngoài đông quá, Pháp Hòa sợ người ta không cho vô. Mình thấy Pháp Hòa thấy nếu mình lỡ người ta không cho vô, cái những người đứng ngoài á, mình bù lỗ cho người ta, cho người ta chụp vài tấm hình rồi ta đi về. Thương đến vậy, thương đến vậy. Cho nên mình học của ngài Huyền Trang là sự chân thành và niềm tin ha. Vì ngài niềm có niềm tin như vậy, cho nên ngài đi bộ, quý vị biết là ngài đi đi rồi về không bao nhiêu ngày không? Ngài Huyền Trang đi bộ đi và về không là 7 năm. Ngài Huyền Trang ở lại Ấn Độ học tiếng Phạn 10 năm. Suốt cuộc hành trình của ngài Huyền Trang là 17 năm. Khi về đến Trung Quốc, ngài được vua Đường hỗ trợ cho cái công trình dịch kinh của ngài, và ngài đã bỏ ra 19 năm để dịch kinh, dịch những bộ kinh từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Bây giờ có nhiều bản kinh mà chúng ta đang tụng đó, hàng ngày đó, là bản kinh dịch của ngài. Cái bản phổ thông nhất chính là bài Bát Nhã Tâm Kinh mà ngày nay chúng ta tụng mỗi ngày.
Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đó là bản dịch của Ngài Huyền Trang, 265 chữ. Đó là bản kinh tinh yếu, gọi là tâm kinh mà. Nó tổng hết ý nghĩa của Bát Nhã 600 bộ. Cái hệ thống giáo lý Bát Nhã của Phật giáo Đại Thừa là 600 tập. Vậy mà gom hết lại, cô đọng lại, tinh yếu lại trong một bài Bát Nhã Tâm Kinh gọn gãy gồm 265 chữ. Nghĩa lý sâu màu vô cùng. Nhưng mà cuối cùng câu thần chú rất đơn giản: cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa để vượt qua tất cả khổ nạn để đến bờ bên kia. Trời, câu thần chú vậy đó mà ở trên giới thiệu dữ lắm. Đây là thần chú, đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, không có gì hơn chú này hết. Chú này là chú nào? Chú này là chú bự, chứ không phải chú tiểu. Chân thật bất hư, mà thật, đây là một câu chân thật bất hư. Cố gắng sẽ vượt qua tất cả, phải không? Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Điều thứ hai, mình có thể học ở trong cái câu chuyện của thầy trò Huyền Trang, đó là nhân duyên hội ngộ của thầy trò. Một con người bình thường vậy mà kết nạp ba vị tướng. Ngài Huyền Trang đẹp bao nhiêu, Ngài Huyền Trang đẹp bao nhiêu thì ba đệ tử nhìn sao, yêu quái bấy nhiêu. Một con heo, một cái người mà râu ria nhìn xấu dở, một con khỉ. Quý vị nhớ là đi đến đâu cũng yêu. Thì Ngài Huyền Trang vừa bước ra thì ta nói xin chào trưởng lão, và người ta té ngửa giật, yêu quái, yêu quái. Ngài phải nói dạ không, họ chính là đệ tử của tôi. Quý vị nhớ không? Và có phải ba người là ba tính tình khác nhau không? Ngộ Không thì thông minh nhưng nóng nảy, ngộ năng thì mập mạp, lười biếng, ham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham tiền, ham danh, vậy mà vẫn làm đệ tử Ngài. Ngộ Tịnh thì ba phải yên lì, chỉ biết gánh đi trong đoàn thôi, nhưng mà tất cả đều làm đệ tử của Ngài. Có nhiều khi mình cũng bực lắm, trời ơi trời, tôi vậy mà gặp người vậy, tôi vậy mà gặp người thế kia, tất cả đều là nhân duyên. Nhưng mà thưa đại chúng, chính họ như vậy, họ nhân duyên với mình để mình làm gì? Mình giáo hóa họ, mình cảm hóa họ. Cho nên trong cái tình thương á, mình gặp nhau, mình thương cái người đó đó, là mình nghĩ mình thương lắm rồi, thương đấm, thương đuối rồi. Mà thậm chí mình nói đời anh mà không có em mà như ngày thiếu nắng, như là búa thiếu kẹp. Nhưng mà mình biết rằng mình mới thấy cái gì của người đó, mình mới thấy một cái mặt nổi thôi. Nhưng mà mình gần lâu thì mình sẽ thấy được những mặt chìm. Và bắt đầu mình mới tá hỏa luôn. Mình mới hát cái bài thôi rồi còn chia đâu em ơi. Nhưng mà chân lý nó cũng cho mình câu kế, chỉ còn lại chăng dư âm thôi. Nhưng mà ngay lúc mình nhận ra những người đó có những cái xấu, chính là lúc thể hiện tình yêu của mình. Yêu đâu phải chỉ cái đẹp của người đó, mà yêu luôn cả cái dở của người đó. Và làm sao cảm hóa làm cho cái dở người đó trở nên tốt, đó mới là tình yêu. Còn nếu như ai đến với mình đẹp thì để, xấu dùng, rốt cuộc không có cái gì xài được hết, bị cái gì cũng dùng hết. Nhà mình có những cái dao nó cùng, nó xấu xí,
vậy mà vẫn giữ tại dây này, dao này xài ngon. Có những cái chảo nó hư, nó gãy mà vẫn để xào tốt, có không? Có những chiếc áo rách mà vẫn để mặc, tại vì mặc comfortable. Có những cái chiếc dép, chiếc giày nó cũ, có tiền dư mua, nhưng đôi này mang thích chân nhất, cho nên đi sửa mang chứ còn không mua đôi mới. Đây là thể hiện tình yêu. Có một chiếc xe Toyota màu trắng, đậu sau xe người khác cần ra gấp. Chiếc xe mang bản bì số 6LLC989. Cho nên thầy trò ngày Huyền Trang là một cuộc hội ngộ ly kỳ. Và mình nhìn lại có thể trong cuộc đời mình cũng có những hội ngộ như vậy. Mình rất giỏi nhưng mà có thể gọi ngộ một người không có giỏi. Nhưng mà tất cả nếu không phải là nhân, không phải là duyên thì nó không có quả. Nhân quả là mình nói gọn, còn nói cho đủ của nhân quả phải là nhân duyên quả. Nếu mà nhân mà không đủ duyên nó không có quả. Ví dụ như cái nhân là Phong Hòa đến đây, đại chúng sẵn có cái nhân ham thích đi nghe, nhưng không tìm được chỗ, chúng ta không làm được. Phong Hòa nhớ đầu tiên là định tổ chức ở ngay Tịnh Xá, không? Với số lượng này Tịnh Xá Ngọc Thanh sao làm nổi. Đâu, may phước là mình tìm chỗ này đó. Vậy mà còn có khán giả nào đứng nha. Mua vé hạng A mới được đứng đó. Vé VIP á. Cho nên quý vị nhớ là trong cuộc đời này mình sẽ gặp những người có thể chúng ta không hài lòng, nhưng đừng từ đó mà chúng ta nản lòng. Tại vì chính giây phút đó chúng ta mới nâng đỡ nhau, dắt dẫn nhau đi cho trọn vẹn để thành Phật. Thành Phật đây là tượng trưng cho gì? Thành tựu được đời sống của mình. Tại vì chúng ta đi một mình, chúng ta cô đơn, chúng ta muốn kiếm người để đi chung, mà đi chung để đi đến với mục đích của mình, gọi là đi thỉnh kinh đó. Đi thỉnh kinh là tượng trưng cho một hành trình mình đi đến đích. Nhưng đi một mình đi buồn, đi phải có bạn đi chung, ngay cả tu hành cũng vậy. Cho nên người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Và thưa đại chúng, những người bạn thân thiết đó của chúng ta là tham sân si. Tham chính là con heo đó, là trương ngộ năng đó. Sân đó là ngộ tịnh, ngộ không đó. Si là ngộ tịnh đó. Tham sân si nó nằm sẵn trong mỗi con người của chúng ta. Nó là những người bạn thân thiết của chúng ta. Trong đạo Phật dạy chúng ta rằng đừng đi tìm quả Phật ngoài tham sân si. Tại vì sao? Tại vì Phật là một con người chuyển hóa từ tham sân si chứ đâu có gì khác đâu. Nếu mà ngay nơi con người đó vốn không có tham sân si thì đã thành Phật. Còn con người chúng ta là có tham sân si và chuyển tham sân si để thành Phật. Cho nên chuyện bình thường. Ở đây có ai coi phim Tế Công Hòa Thượng chưa? Quý vị nhớ lúc nào mà ông Tế Công ổng gặp mấy người bệnh á, cái ông lấy tay ổng dò dò cái cục đất gì nè, ông nắng nắng cho bỏ miệng uống hết bệnh không? Cục đất đó là gì? Cục đất đó là gì? Đó, đất á, là những cái tế bào chết tạp vô trong người mình nó đi ra, phải không? Rồi mình mới dò dò nó thành từng gôm vậy đó. Muốn hết bệnh không? Hết bệnh ngay những cục đó. Hết bệnh ngay những cái tham sân si đó. Chứ không có đâu hết á. Thành Phật không có đâu á. Đạt Phật ngay trong cái tham sân si. Cho nên có một vị tổ nói như thế này: bất ố lục trần, lục trần bất ác. Đừng có ghét sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu mà không có lục trần, mình không có cơ hội quán chiếu để tu tập và chuyển hóa ra thành Phật. Đừng ghét nó. Cái hoa này có gì đâu ghét, nó là sắc nè. Tiếng nhạc là thanh nè.
mùi là thơm mà. Thì thay vì mình cứ nhìn hoa là biết hoa, mình nghe tiếng thì biết tiếng, ngửi mùi biết mùi. Chỉ có cái khổ là ngửi đâu nhiễm đó, thấy đâu mê đó. Cái chỗ khổ là mê. Chứ còn ngửi bình thường, nghe bình thường, thấy bình thường thì có chuyện gì để nói, phải không? Đi ra ngoài thấy bao nhiêu người đẹp mà bình thường thì có chuyện gì để nói. Nhưng bắt đầu dán mắt vô người đó, bắt đầu mới xin số phone để có chuyện để nói. Hiểu ý chỗ đó không? Cái mình mê, nhà Phật gọi là trần. Trần cảnh, trần sắc, trần hương, trần thanh, trần vị. Còn khi mình thấy nó mình không mê thì nó chỉ là cảnh thôi. Hương là hương, vị là vị, sắc là sắc, chạm xúc là chạm xúc, không đắm nhiễm, nó chỉ là cảnh. Nhưng khi mình chạm vào nó, mình đắm nhiễm thì nó thành trần. Thí dụ các thầy tu đi, các thầy ăn chay, bây giờ các thầy có đi ngang bao nhiêu cái tiệm bán thức ăn mặn bình thường, thấy nó là thấy nó, không đắm nhiễm gì hết, thì nó chỉ là cảnh thôi. Hỏi thầy biết tiệm đó tiệm gì không? Biết. Tiệm pizza, tiệm bán burger vân vân, nhưng không có khởi tâm. Còn mình có ăn, có thích, cho nên em ghé vô đây thử coi ngon không. Thì khi mình ghé vô mình ăn thử, mình thích đó, thì cái mình đắm, thì cái đắm gọi là trần. Cho nên mà nhiều khi mình đi bao nhiêu người mình gặp, mình đâu có để ý thương gì đâu, phải không? Thì những người đó mình có thấy không? Thấy, nhưng mà không có để ý thì gọi là cảnh thôi. Tự nhiên trong số người đó mình có để ý, bắt đầu mới có chuyện, phải không? Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ có một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Cho nên điều thứ hai là chúng ta phải nhận diện những nhân duyên chúng ta hội ngộ nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tâm trí đó, thì chúng ta sẽ hội ngộ nhau và dẫn nhau đi trọn con đường. Cũng giống như ngày nay chúng ta gặp nhau, là chồng, là vợ, là mẹ, là con, là đạo hữu, là bằng hữu với nhau, là thầy, là trò, dẫn dắt nhau đi đến cái lộ trình, hết cái con đường đi Tây Thiên. Điều thứ ba, Ngài Huyền Trang có, mà có thể các đệ tử của Ngài chưa đủ, nhất là Huyền Đức là Tôn Ngộ Không. Đó là cái nhân đức của Ngài. Quý vị thấy bao nhiêu lần Ngộ Không bỏ thầy đi không? Nhớ không? Nhiều khi ông đánh chết yêu tinh, thầy phạt ông, ông tức, ông bỏ thầy ông đi, nhớ không? Nhưng mà thầy có bỏ không? Không. Đó là cái nhân đức. Đời sống của chúng ta ai phải là mình dẹp. Thành thử rốt cuộc đó, mình nắm trong tay nhiều mà dẹp rưới còn một. Cái vấn đề chúng ta là, cho nên Ngài Huyền Trang được một cái mà đệ tử dù có tài cán như Ngộ Không cũng không có. Đó là cái nhân đức của Ngài. Và chính cái nhân đức đó đã làm cho một người đệ tử dù nóng nảy, dù bồng bột, dù thần thông, nhưng Ngộ Không cũng vẫn phải theo Ngài đến hết cuộc đời. Ở đây có ai nhớ có một hôm Ngộ Không bỏ thầy đi, chạy về tới núi Hoa Quả. Và trong một buổi chiều, Ngộ Không đã nhớ lại cái hình ảnh thầy mình ngồi may áo cho mình và tặng cho mình một chiếc áo. Có ai nhớ cái chỗ đó không? Không nhớ về coi lại. Nhưng mà cái hình ảnh đó để biểu tượng cho cái gì? Đó là tình của người thầy đối với người trò, của người cha đối với con, của người mẹ đối với con, của người bạn đối với nhau. Quý vị nên làm như vậy. Cha đi đâu thấy cái gì đẹp mua cho con,
Đừng nghĩ rằng chuyện đó của mẹ nó, mẹ nó làm 1000 lần rồi, mà suốt cuộc đời mình làm cha mình chưa được làm 1 lần, thì hình ảnh đâu đó ở trong đầu nó. Cho nên mình phải cho đứa con mình một hình ảnh của một người cha. Đó là mình nấu ăn cho con, mua áo cho con, thậm chí mình giặt quần giặt áo cho con, những gì mình có thể làm cho con, không phải mình lấy điểm với con, nhưng mà tình thương của mình cho con. Cuộc đời này có đáp, có đối mới có đáp. Mình có đối với con như vậy thì nó mới đáp lại, là nó nhận ra những cái tình thương đó. Tình thương là biểu lộ chứ mắt diễn biểu lộ. Mẹ thương con, nó đi về tới cửa là vuốt ve nó, dù nó 30 tuổi cũng ngắt nhéo hung hít. Còn cha thì không biểu lộ cái đó, cũng không sao. Nhưng mà nếu mình biểu lộ, nó sẽ đẹp hơn, nó dễ thương hơn. Và xin thưa đại chúng, mình phải sống như thế nào để khi mình nằm xuống, chưa chết, nằm bệnh thôi, nhưng mà con mình nó vẫn có cái hình ảnh đẹp của cha, của mẹ. Mình để tiền lại cho con, chưa chắc nó giữ được. Nhưng hình ảnh đó mình để lại không tốn tiền, không tốn công sức gì hết, mà nó ở mãi trong trái tim của con mình. Và mình làm cái điều đó cho tất cả những người thân của mình, chứ không phải chỉ có cha làm cho con. Thậm chí con làm ngược lại cho cha, chồng làm cho vợ, vợ làm cho chồng, chị làm cho em. Cái nhân đức ở cái chỗ là chúng ta nuôi dưỡng nhau, không phải ở vật chất, mà chúng ta còn nuôi dưỡng nhau ở những kỷ niệm đẹp. Tại sao gọi là kỷ niệm? Niệm là nhớ, kỷ là cũ. Kỷ niệm là những cái nhớ về trước. Thí dụ bây giờ 10 năm trước quý vị gặp con vào quý vị tặng cho vào một sông chuỗi đi, thì ngay cái bữa tặng đó quý vị chỉ nói giữ để kỷ niệm thôi. Nhưng bây giờ nó không thành kỷ niệm. 10 năm sau nhìn cái sông chuỗi này, món quà này kỷ niệm. Kỷ là cũ, cho nên mình nhớ nghĩ những cái cũ, cho nên mình mới tặng quà cho nhau để giữ cái kỷ niệm của nhau. Tại vì có thể mai mốt già nhìn nó ra. Và thậm chí có thể người kia làm những cái điều mình bây giờ mình đau khổ quá chừng, mình không thương họ nổi nữa, nhưng mà nhờ những hình ảnh cũ hồi trước thương lại được. Có một nhà thơ làm một bài thơ như thế này: hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, nhớ chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu cành đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, có những hình ảnh trăng sao bầu trời thật đẹp trong lòng mình. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Đừng nghĩ rằng đợi khi nào thấy trăng mới gọi là trăng, vì để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Ra đứng ngoài trời, nhìn lên trời, nhưng bóng trăng đẹp vẫn trên nó, tại nó ở trong này của mình rồi. Cái câu thơ đó là để cũng giống như mình vậy đó. Đừng đợi người đó làm cái gì đẹp cho mình mới ghi nhận đẹp. Những cái đẹp trước đó của họ nhớ thu nhận, dễ thương, để mình có thể thương được. Có những cái kỷ niệm nó không phải ở vật chất nữa, mà nó kỷ niệm ở trong này. Cho nên trên đường đi á, Ngài Huyền Trang đã đối xử với tất cả mọi người. Quý vị thấy hễ yêu quái mà xuất hiện là ai đập? Ngộ Không à. Nhưng mà Ngài Huyền Trang có cái đặc biệt là yêu quái Ngài vẫn chào. Tại vì Ngài đâu có biết đâu, phải không? Một con người đơn thuần. Nhưng mà cũng có nghĩa mà quý vị có thấy, cho dù những yêu quái xuất hiện, Ngài Huyền Trang có bao giờ nói những lời thô với họ không? Không. Vẫn một mực
Thậm chí có nặng là yêu quái hãy thả tôi ra. Chứ không có quỷ quái như mình bây giờ. Người ta con người mà gặp nhau kêu quỷ cái không. Ngài Huyền Trang gặp quỷ mà còn không kêu quỷ, còn mình gặp người ta mà cứ kêu quỷ không? Cái con quỷ đó, cái thằng quỷ đó, cái con yêu đó. Cái cuối cùng Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, trong lộ trình đi thỉnh kinh, trong đời sống hàng ngày của mình đó, cái sự giao tiếp, cái sự liên hệ với nhau, qua lại với nhau nó quan trọng. Tại vì người Việt Nam mình cũng vậy á, bà con xa không bằng lối xóm ở gần. Khi tối lửa tắt đèn nhờ lối xóm. Tại vì bà con xa những lúc mình cần họ đâu có tới với mình được, nhưng mà ngờ người hàng xóm. Pháp Hòa biết rất nhiều gia đình. Có một bà cụ Pháp Hòa quen, con cái đi làm hết trơn. Bà ở nhà bà bắt cái nồi canh lên, bà hâm cái xong bà đi ra ngoài cửa, bà phơi cái khăn cái cửa nó sập lại, cái khóa cửa đi. Khóa cửa cái bà mới nhớ là ở trong nhà bà có cái nồi bà đang nấu, mà bây giờ không có phone để gọi mà không biết tiếng Anh. Bà mới chạy qua nhà hàng xóm bà đập cửa. Và bà không nói gì hết, bà dẫn tay cái người hàng xóm đi thẳng vô trong bếp. Bà mở tủ cái người hàng xóm ra, lấy một cái nồi không, bà đặt lên trên cái bếp. Và bà diễn tả bà nói, hàng xóm biết lửa cháy, phone dùng cho người con trở về để mở cửa tắt bếp. Có phải là tối lửa tắt đèn nhờ lối xóm? Nhưng mà rồi mới đây nữa, có một gia đình nọ, hai bà già ở nhà với nhau. Bà kia té mất, té mất tại chỗ. Bà con cái không có ai ở nhà hết, không biết làm sao, chạy đập cửa nhà hàng xóm, kéo hàng xóm qua chị. Nhờ vậy hàng xóm mới kêu 911, tối lửa tắt đèn nhờ lối xóm. Cho nên cái quan hệ đời sống của chúng ta, chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi cần ai hết. Tại mình nói lúc mình khỏe đó, cái lúc nhất là cái lúc mình giận đó, cái câu đó thường nghe lắm. Nhưng mà tới hồi mà ta đi thiệt rồi đó, bắt đầu mình kéo cửa là mình nói đừng bò em một mình. Đừng bò em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm. Là mình hết à. Bằng chứng là quý vị thấy trên đường đi, khi mà ngài, khi mà nghĩa là thần thông quảng đại như là ngộ không. Nhưng mà cũng có những cái nạn ngộ không đâu có giải quyết được. Ngộ không phải đi nhờ ai? Nhờ tiên cõi này, nhờ thánh cõi khác. Cũng cái tội khoe khoang mà ông thầy kia ông sanh lòng tham mà lập mưu với đệ tử đốt cái phòng của ngài Huyền Trang để chiếm cái y đó, nhớ không? Rồi cuối cùng phải chạy lên tận trên trời mượn cái lòng bàn ụp xuống cái phòng của ngài Huyền Trang đó. Rồi bao nhiêu lần nạn Quan Âm có mặt, thậm chí đi cầu cứu luôn cả những kẻ thù của Huyền Khẩu, của ngộ không. Tại vì cái lúc mà ông làm tề thiên đại thánh, ông mít lòng rất nhiều thần thánh. Vậy mà cuối cùng phải chạy tới những người mít lòng với ổng để mà cầu cứu ta. Vậy không phải là biểu tượng của sự cầu cứu với nhau sao? Lâu lâu Pháp Hòa cứ mổ xẻ chuyện này chuyện kia trong Tây Du Ký, đem nó lại trong đời sống của chúng ta. Cách đây 2 tuần Pháp Hòa giảng một bài khác ở tại Montreal của Canada, cũng trong nội dung của Tây Du Ký.
hôm nay Pháp Hòa nói một chuyện khác nhiều lắm, mà trích một vài việc để nói chuyện. Thứ nhất, niềm tin. Thứ hai là sự nhân duyên hội ngộ của nhau trong cuộc đời. Thứ ba là lòng nhân đức. Chúng ta sống, chúng ta phải có lòng bao dung, lòng độ lượng. Chỉ có tấm lòng bao dung độ lượng mới ôm ấp được tất cả mọi người. Tại vì trên đời này không có ai mà hoàn hảo hết. Ngay cả con cái của mình, chúng ta phải mở lòng ra. Chúng ta phải mở lòng để nhìn những cái đẹp của con mình. Thí dụ nó đi học về, nó chào mình, hai ba, chào ba, mình cũng phải mở lời, con mới về, để cho nó cảm nhận rằng mình chào ba mà ba có mặt cho tiếng chào của mình. Mẹ con muốn ăn cơm, để mẹ đi vô bếp mẹ coi có gì cho con ăn không, mệt quá ăn hoài à. Rồi thì mai mốt nó không cho mẹ mệt nữa đâu, nó đi học về nó sẽ kiếm chỗ nó đi để mẹ khỏi mệt. Chi vậy? Mình luôn luôn là mình cứ đợi sự việc nó rồi mình mới hối hận, mình mới thấy sai, mình mới chịu sửa. Thì có những lúc nó hơi trễ đó. Mà trong khi đó những cái kinh nghiệm của quá nhiều người trước đã cho mình, sao mình không lấy những cái đó làm bài học, mà phải để cái việc nó xảy ra với chính mình rồi mình mới rút kinh nghiệm. Có những sự việc nó đã xảy ra ở bao nhiêu gia đình mà dư để chúng ta tìm những cái bài học đó, đâu cần phải đợi nó xảy ra ở nơi mình rồi mới đặt một cái câu chuyện như vậy. Cho nên nhiều khi con cái của mình nó không phải nó tệ đâu, nhưng tại vì mình chưa tưới tập, khai thác, chấp nhận những cái khía cạnh khác của nó. Mình cứ lấy cái nhận thức của mình, cái áp đặt của mình đặt về cái hướng này và không thấy cái hướng khác của nó. Vì vậy mà chúng ta có những sự hiểu lầm trong gia đình giữa cha với mẹ. Đôi khi các em nó rất là tội. Pháp Hoàng làm việc với các em nhiều không biết. Rồi người lớn mình sống bằng một cái văn hóa lâu năm của mình, cha mẹ mình dạy mình như vậy, rồi mình muốn con cái mình nó phải như vậy, mà trong khi đó mình quên rằng nó là ai, nó ở thời đại nào, nó môi trường nào, rất nhiều yếu tố để nó không phải là như mình ngày xưa nữa. Xin lỗi đại chúng, mà nhiều khi một cái trái mướp mà trồng gần dây khổ qua mà trái mướp còn lấy cái đắng mà. Huống chi mà một con người mà ở môi trường mà không ảnh hưởng. Vì vậy cho nên những cái đó là những cái để chúng ta nhìn lại. Và nhìn lại đạo Phật gọi là gì? Là quán. Mà quán để làm gì? Quán để thấu đáo. Quán là nhìn sâu để thấu đáo, để tìm ra được cái chân lý sống. Và đó chính là mục đích của đạo Phật. Đạo Phật không phải dừng ở đức tin, mà đạo Phật dạy cho chúng ta cái cách tu tập để chúng ta quán nhìn như thế nào, để chúng ta tìm ra được một cái đạo lý sống cho mỗi người chúng ta, và chúng ta làm tròn cái bổn phận của mình, làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm thầy, làm bạn, vân vân. Vì tất cả chúng ta đều có danh phận. Hãy có danh thì phải có bổn phận. Mình làm danh, mình có danh là một người mẹ thì có bổn phận của người mẹ. Mình có danh người chồng thì có bổn phận của một người chồng. Chúng ta là một cái danh của chúng ta là một đệ tử Phật, thì chúng ta có bổn phận của người đệ tử Phật là phải sống đúng với chân lý. Và chân lý chính là con đường dẫn dắt cho chúng ta sống, không làm tổn thương mình, không làm tổn thương gia đình, không làm tổn thương xã hội. Và đó chính là mục đích của một tín đồ đạo Phật.
chúng ta không dừng ở đức tin. Chúng ta không phải chỉ đi chùa cúng lại chấm hết, mà chúng ta đến cúng lại xong rồi, sâu sắc hơn nữa là chúng ta tiếp nhận chân lý để ứng dụng sống. Và mục đích của một người đạo đệ tử Phật là vậy đó, bỏ ác làm lành. Mà khi chúng ta bỏ ác làm lành là chúng ta đã tự làm cho con người chúng ta đạo đức, gia đình chúng ta hạnh phúc, xã hội chúng ta an hòa. Cho nên Ngài Huyền Trang yêu ma quỷ quái gì cũng biết, thần thánh gì cũng biết, Ngài gặp ai Ngài cũng thi lễ. Nhưng mà rồi ông Ngộ Không á, ông ghi thù chú quán, nhưng mà trong cuộc đời này anh có tài ba cỡ nào, anh đằng vân như thế nào, nhưng anh cũng phải nhờ những người khác giúp khi hữu sự, khi cần. Tại vì trong cuộc đời này không bao giờ mình giỏi hết tất cả. Cho nên hôm nay trong buổi gặp gỡ với đại chúng, Pháp Hòa muốn trích một vài tình tiết ở trong bộ phim, bộ truyện Tây Du Ký. Đây là một bộ truyện nổi tiếng của Trung Quốc. Ngoài Hồng Lâu Mộng, ngoài những bộ truyện Tam Quốc Chí, thì bộ Tây Du Ký cũng là một bộ nổi tiếng. Thì rất nhiều việc ở trong Tây Du Ký để chúng ta có thể bổ xẻ và học hỏi. Hôm nay Pháp Hòa chỉ xin phép chia sẻ lại một vài điều, từ đó chúng ta rút tỉa. Và xin thưa đại chúng, người xưa đã khéo léo dàn dựng những nhân vật, đưa vào những câu chuyện, nhưng nghe rất là xưa, nhưng mà thật sự đó là chuyện của con người. Mà con người của ngày xưa và con người của ngày nay không có khác, tại vì thủy chung con người vẫn phải gặp nhau, vẫn phải gặp nhau, vẫn phải đối đãi. Ai cũng có trái tim, ai cũng có ánh mắt nhìn, ai cũng có tai nghe, thì những sự cảm xúc vui buồn nó giống nhau hết. Và người xưa cũng có tham sân si, thì 2000 năm sau tham sân si vẫn còn đó. Và mình tu thì không có ngoài những cái đó đâu. Phật Pháp bất ly thế gian, Phật Pháp không có rời thế gian. Nếu ai rời thế gian mà tìm Phật Pháp thì xa lắm, và thậm chí không có nữa. Tại vì Phật giáo là gì? Phật giáo là giáo hóa con người sống tỉnh thức. Tại vì chữ Phật nghĩa là tỉnh thức. Chữ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Khi con người mê thì cần tỉnh thức, mà hãy tỉnh thức rồi thì sống rất hay, rất đẹp. Và đạo Phật là giáo hóa cho mình cái đó, gọi là Phật giáo. Đạo Phật là con đường tỉnh thức, con đường giúp mình giác ngộ tỉnh thức. Đi như thế nào, sống như thế nào mà hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên một Phật tử quy y rồi tích cực chứ không có tiêu cực. Thậm chí sợ quy y, tại vì tôi còn tham sân si lắm. Để khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy y. Anh quy y để anh tu, anh mới giảm tham sân si. Anh đợi tham sân si hết, chừng nào hết. Mình còn tham sân si nhiều chừng nào thì phải lập tức tu tập liền chừng đó để tham sân si. Pháp Hòa chỉ nói là giảm thôi nha, chứ không dám nói là hết. Giảm thôi là mừng rồi đó. Ổng mà chỉ cần giảm nóng thôi là nhà hạnh phúc rồi đó. Không? Thành tử mình chỉ cần giảm thôi là đã hạnh phúc rồi. Xin chúc đại chúng luôn luôn vui vẻ và an lạc. Và mình cố gắng làm sao mình rút tỉa vài cái kinh nghiệm mà Pháp Hòa vừa chia sẻ để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ Pháp Hòa xin giải đáp một câu hỏi bằng tiếng Anh trước. Cái câu hỏi này
Nó có tính cách là chè xôi lẫn lộn, vừa việc vừa ăn ha. Thưa thầy, I am a Buddhist, but by no means due diligence practitioner. However, I stumbled through your video by accident on YouTube and have become a fan. Lucky for me. Thưa thầy, con là một Phật tử, không có nghĩa là tinh tấn trên con đường tu tập. Tuy nhiên, tình cờ đã biết được những băng giảng của thầy, và kể từ đó trở thành fan của thầy. Bây giờ có câu hỏi là, con bằng tuổi thầy, và làm sao để có thể dẫn dắt con của con đi chùa, và để cho for the future Buddhism, what can the organization to do to make practice more appealing? Làm sao tất cả các cái chùa viện á, tổ chức những gì để có thể giúp đỡ cho các em trên đường tu tập? Cái câu hỏi nó rất là thiết thực. Thì xin thưa đại chúng là cái gì nó cũng phải có cả hai phần. Không có cái gì nó sẽ có mặt một mình nó được. Thứ nhất là các chùa sẽ cố gắng trong khả năng của mình, và các Phật tử có khả năng thì hợp tác phụ trợ với quý thầy, quý sư cô trong việc tổ chức những lớp học, những buổi sinh hoạt tiếng Anh, để cho các em sẵn sàng đi chùa bằng cái ngôn ngữ mà các em hiểu, đó là tiếng Anh. Về nhà thì cha mẹ cũng khuyến khích để các em có thể đi chùa. Tại vì cái gì cũng vậy, mình không có khuyến khích thì nó sẽ không thể thực hiện được. Cho nên cha mẹ là người khuyến khích. Chùa thì cần tổ chức. Thứ nhất, các vị trụ trì thì phải xin, phải nỗ lực. Thứ hai là kêu gọi. Và khi kêu gọi thì các vị có khả năng nên tình nguyện đóng góp thì mới thực hiện được. Tại vì không có một cái gì mà nó có mặt mà ngoài nhiều yếu tố được, cho nên phải có nhiều yếu tố. Trong đó yếu tố tổ chức, rồi kế đến là sự khuyến khích của cha mẹ, và phải làm sao để hấp dẫn các em. Và ngày nay tạm thời, nếu quý vị chưa tìm được một nơi nào tổ chức, thì tạm thời mình có thể lên trên YouTube, mình bấm những bài giảng tiếng Anh của các thầy, các sư cô đã truyền tải trên đó, và khuyến khích các em bắt đầu nghe những bài giảng đó. Và mình có thể tổ chức thành những buổi nghe chung. Thí dụ bài giảng nó kéo dài một tiếng thì mình cùng ngồi nghe trong vòng 30 phút, rồi ngày mai mình nghe tiếp. Và đại chúng nhớ là mình muốn con mình tu thì mình phải tu chung, chứ không thể nào mà kêu nó tu mình không tu hết á. Thấy không? Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co vấp thế gian cười. Con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử con. Con tôm mẹ nó giữ con tôm con đi thẳng sao được, phải không? Con tôm mẹ bảo con tôm con đi thẳng, chớ đi co vấp thế gian cười. Con tôm con nó nghe xong nó cũng chắp tay, nó nói con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi. Là mình không phải chỉ con nít không, mà ngay cả người lớn người già. Ví dụ các bác lớn tuổi thường là thân thể mỏi mệt, không có siêng năng niệm Phật. Cho nên quý vị nói má niệm Phật đi má, Nam Mô Di Đà Phật ba câu cho bà dừng này, thì mình phải tổ chức lại. Má bây giờ mỗi tối, ba mỗi tối con niệm Phật với ba má 10 phút. Thì mình phải ra mình ngồi niệm chung với ba má 10 phút. Nếu mà ba má không niệm, mình niệm trước A-di-đà-phật, ba má niệm theo A-di-đà-phật, người đó niệm theo. Phải tổ chức bằng mọi phương tiện để hướng dẫn cho những người già thân thể mỏi mệt, bệnh hoạn tu tập theo sức khỏe của các vị. Người trẻ cũng vậy, người già cũng vậy, vợ chồng con khỏe cũng vậy.
Cho nên mình phải thiết lập liền cái chuyện thực tập Phật giáo ngay trong đời, trong gia đình, không phải trong chùa không. Ví dụ mỗi bữa cơm nè, mỗi bữa cơm đó mình ngồi lại và mình thống nhất với gia đình là bắt đầu từ bây giờ ăn cơm không xài phone nữa. We have to have a meeting with the family and agree together that we will take away the phone while we have meal. Because this is the time that you enjoy the presence for each other. This is not the time that we spend time on phone, on text. Thành thử ra mình tổ chức Phật giáo ngay trong bữa ăn. Gia đình ăn cơm không nói, không có coi tivi, không có nhắn tin. Mẹ ăn cái phone, ba ăn cái phone. Cất phone đi con, ăn cho đàng hoàng, để em coi có ai mới nhắn mà. Làm sao? Có một cái cô đó, cô nói với con, cô làm sao quý vị biết không? Mẹ đã nói với con rồi, ở nhà không được nói tiếng Anh ok. Bây giờ mình chưa tìm ra được đạo tràng tổ chức khóa tu. Mình có thể tổ chức những cái nhỏ nhỏ mà rất Phật giáo trong đời sống hàng ngày. Tại Đức Phật dạy chúng ta là có mặt cho nhau. Bây giờ một ngày đi làm 8 tiếng, đi học hết trơn, không có mặt cho nhau, thì bây giờ có mặt cho nhau trong bữa ăn. Con đi học về, con ráng thu xếp về ăn cơm với ba mẹ nha. Thì cái giờ đó nó tranh thủ, nó không đi đâu after school. Rồi chồng cũng vậy, vợ cũng vậy. Thí dụ đi làm về tối thì hẹn ăn cơm tối. Còn nếu trễ nữa nó phải học bài thì ít nhất gia đình có mặt gặp nhau 50 phút trước khi đi ngủ, ngồi nói chuyện, hỏi thăm. Và lâu lâu mình kéo con mình ra tìm, nó khó lắm nhưng phải làm. Nó thích ở trong phòng mà nó có thế giới của nó. Nhưng mình phải tìm cách mình đem con mình ra. Cho nên đây là cái đề tài. Quý vị phải đi tham dự những khóa tu family, family retreat. Rồi sẽ có những buổi hội thảo cho cha mẹ ngồi lại nói những gì. Có rất nhiều gia đình gặp khó khăn với con cái, và có những người đã làm những gì để thành tựu được, mình nghe nhau. Chứ 5-3 phút không còn nói gì nó không hết đâu. Quý vị đi tham dự những khóa tu family retreat. Mỗi năm ở bên Tây Thiên, Canada có những khóa tu như vậy. Mấy đứa nhỏ nó đi tham dự khóa tu, cha mẹ đi tham dự khóa tu. Nó có sinh hoạt của tuổi trẻ, cha mẹ ngồi lại với nhau và nói những chuyện thực tế trong cuộc sống gia đình. Quý vị đừng có nghĩ rằng mấy đứa nhỏ nó ngồi để nghe tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, người giống như mình hết. Làm sao nó sống hạnh phúc, nó sống đơn giản, nó biết tiếp nhận, nó biết nhận diện những gì nó đang có. Và nó sống không làm điều xấu, luôn luôn làm điều lành, tâm ý nó trong sạch, nó là Phật giáo rồi đó. Còn cái chuyện mà nó, mình muốn nó Phật giáo cáo tràng là Phật giáo tối nào cũng đi chùa lại 108 lại mấy rằm một bộ là Phật giáo đó của mình. Bây giờ mình phải cho các em một Phật giáo của các em bây giờ. Và điều đó các vị sẽ nghiên cứu ở trong những bài giảng tiếng Anh. Quý vị lên YouTube có hết, có đầy đủ hết. Nhiều thầy giảng tiếng Anh nên nghe và thiết lập gia đình cùng nghe chung. Còn nếu được nữa thì mình, các em từ 12 tuổi trở lên đi qua những khóa tu như vậy. Ở đây, ở Nam Cali có tu viện Lộc Nguyễn. Ở New York có tu viện Bích Nham. Những tu viện đều có tổ chức những khóa tu như vậy. Mình nên đi. Ở Canada có tu viện Tây Thiên có và đều có những khóa tu như vậy. Đây 27 tháng 12 này sẽ có khóa tu 4 ngày cho các em nè. 27, 28, 29, 30, 31. Các em nào thích chơi tuyết bay qua đó vừa tu vừa chơi tuyết. Kính bạch thầy, đạo hiếu là đạo hàng đầu tôn vinh giá trị của một con người. Xin thầy giải thích thêm về sự khác biệt giữa đạo hiếu thế gian và đạo hiếu trong Phật pháp
đạo hiếu nào thù thắng hơn. Thật ra đó, khi mình nói tới đạo hiếu Phật Pháp đó, đạo hiếu thế gian, thì mình có cảm tưởng như là hai cái nó khác. Nhưng mà thật sự nó cũng là cái hiếu đó. Nhưng mà nếu chúng ta có đạo Phật đó, tức là Phật Pháp đó, chúng ta thổi vào cái cách đó, nó linh động, nó chánh niệm hơn, để cho cái hiếu đó nó trọn vẹn hơn vậy thôi. Ví dụ thì người thế gian người ta nghĩ là cha mẹ già mình cho ăn, mình cho cha mẹ ở vậy thôi. Nhưng mà Phật giáo là dạy thêm, mình cho ăn như thế nào để phù hợp sức khỏe của cha mẹ, và đồng thời mình cái cách mình cho ăn như thế nào để cha mẹ không có tủi thân, mình ứng xử với người già như thế nào, không phải là người cảm nhận từ cha mẹ già vô dụng, nhiều giờ mình phải là gánh nặng của mình, mà mình phải có cái cách ứng xử hành xử như thế nào để người già cảm nhận sự hiếu thảo bằng từ tấm lòng của mình. Rồi ngoài ra không phải vậy là đủ, mà anh em sống như thế nào để cha mẹ không khỏi buồn khổ lo lắng sự bất hòa của anh em, để nói lên cái hiếu của mình nữa, chứ không phải chỉ cho ăn cho ở là đủ đâu. Nhiều khi mình cho ăn cho ở đầy đủ nhưng anh em bất hòa, thì đó là một nỗi nặng lòng của cha mẹ. Thậm chí có những người, có những vị già mà mất cũng chưa có thể yên lòng vì thấy con mình còn đang trong cái cảnh bất hòa. Pháp Hòa đã từng biết những gia đình chị em không có thuận nhau, và làm cho người mẹ, người cha rất đau khổ. Và thưa đại chúng, chính cái đó là làm cho cha mẹ sẽ đọa lạc, tại vì cha mẹ không có thông dâm được vì còn thấy cái khổ của anh em bất hòa. Cho nên anh em mà thuận thảo trong gia đình đó, là một món quà vô giá cho cha mẹ. Giống như đệ tử trong chùa mà sống hài hòa, sống thương yêu nhau là một món quà vô giá cho người thầy. Mình có thương thầy như thế nào mà anh em không nhìn nhau, huynh đệ không thương nhau, huynh đệ còn không thích nhau mà người thầy biết được, thì đó là sự đau lòng của người thầy. Cho nên đó, Phật dạy á, cách báo hiếu là cho ăn, cho ở nè, ái ngữ nè, sống thuận hòa nè, và biết hướng dẫn cha mẹ trong việc thiện. Việc thiện, ví dụ như cha mẹ có tiền già, lâu lâu xin má cho con 20 thì con bố thí cho má. Chỗ đó có bão lụt, chỗ nọ có thiên tai, con đóng góp, má cho con 20, 50, trích cái tiền già của má ra để làm phước cho má. Tại vì bây giờ má đang hưởng phước lãnh tiền già mỗi tháng, thì lâu lâu má phải cúng dường trở lại. Để chi vậy? Để cái phước đó nó luôn luôn. Thì không thì mình chỉ hưởng phước không mà mình không có bố thí. Trong cái đó là cái tiền nhà và tiền bệnh của tất cả mọi người đều là tiền thuế của những người khác đóng vào. Cho nên mình có hưởng và có làm phước. Chờ quan trọng nhất là làm sao hướng dẫn cho cha mẹ biết được cái đời sống thánh thiện. Thí dụ như tập cho cha mẹ ăn chay nửa ngày cũng được, thậm chí bữa ăn đó 3 món trong đó có 1 món chay, thì món đó là chay. Tập cho các vị đó tịnh hóa thân tâm, mỗi ngày nghe kinh niệm Phật, hướng tâm nghe pháp. Bà cụ nghe cải lương suốt ngày, năn nỉ má, giờ má nghe nửa ngày, má nghe một bài thôi rồi má nghe nửa bài giảng. Tức là mình làm sao hướng dẫn cho vị đó. Nhưng mà mình mở ra mình để là bà ngủ rồi nha, rồi nghe chung: thầy ơi, con có đứa cháu mất mới 8 tuổi, con đã thiêu gửi trong chùa, chùa chỉ cho gửi 3 năm thôi, trong chùa có kêu gia đình con xong 3 năm rồi đem rải tro cốt xuống sông, theo thầy hoan hỷ chỉ cho gia đình con biết con đã chuẩn bị chỗ để cho nó rồi. Thì cái đó thì tùy mình, muốn để cũng được, muốn rải cũng được, chứ mà theo ý Pháp Hòa đó,
Thì thôi quý vị rải đi. Thứ nhất là bé nó mới có 8 tuổi à, nó không gia đình, không ai hết. Thứ hai nữa là trong cái quan niệm của Phật Pháp thì tất cả đều trở về với cát bụi. Mà một đứa nhỏ như vậy thì thường chúng ta không gọi là chết hay là mất gì, chúng ta gọi là bỏ. Theo tiếng người Việt mình hay nói, tôi bỏ đứa con, tôi bỏ. Nói chữ bỏ đó để chi? Để nó hoàn toàn nó không lưu luyến với mình, để nó tiếp tục cái sự tái sinh của nó. Cho nên mình có rải cũng là cái điều tốt. Còn mình muốn giữ thì mình giữ, nhưng mà rồi thời gian sau cha mẹ nó già, bà cháu cũng già rồi, thì nên sắp xếp cái việc rải tro cho nó nhẹ nhàng, vì nó còn nhỏ. Mà mình cũng nhẹ lòng là mình đã thanh toán giải quyết xong những cái gì mà trong cuộc sống chúng ta gần gũi người thân. Khi mà mình chưa có giải quyết xong thì mình chưa có an lòng giải quyết cho xong. Cho nên thôi bây giờ còn khỏe thì rải đi, để nó còn nhỏ, cháu nó còn nhỏ cũng nên như vậy, để cho nó sạch sẽ rồi nó đi, nó tái sinh tốt. Sau khi người thân mất, mình có lễ 49 ngày, 100 ngày có ý nghĩa gì trong Phật giáo? Câu này Phong Hòa mới trả lời cách đây 2 tuần ở tại Montreal. Thôi mai mốt quý vị chịu khó nghe lại để khỏi mất thời gian của đại chúng. Thật ra đó, 100 ngày á, nó không có cái quan trọng bằng 49 ngày. Nhưng mà đây là mình tùy thuận theo một cái tập tục của nhân gian. Là bởi vì trước khi chúng ta cúng giáp năm thì chúng ta cúng một lần nữa double một cái số 49 một lần nữa trước khi đi tới một năm. Chúng ta gọi thường gọi là 3 tháng 10 ngày. Cái lễ này á, người xưa hay gọi là lễ thôi khóc. Tức là mình có khóc lóc gì thương tiếc gì đó, cao lắm là 100 ngày, rồi thôi cũng phải lau nước mắt mà đi lên chứ, chứ không lẽ là lụy hoài sao. Cho nên người xưa gọi là lễ thôi khóc à, cũng giống như nít mà hết năm kêu thôi nôi vậy đó. Thôi chứ bây giờ là năm rồi nằm nôi gì nữa, phải bước ra ngoài tập bò đi chứ. Thì người xưa đặt cái lễ này và đặt cho nó tên là lễ thôi khóc. Thật ra nó không nằm trong Phật giáo, nhưng mà đại chúng nhớ là Phật giáo có cái hay là biết tùy thuận những cái thâm tập tục của thế gian để đưa vào đó những ý nghĩa đạo lý của cuộc sống. Cho nên đã cúng được 49 ngày rồi, thôi cúng 100 ngày nữa. Lễ cúng không có khác, 49 ngày cũng là một mâm cơm bình thường vậy thôi, rồi khấn cúng 100 ngày. Và trong cái tình cảm của con người á, nếu mà cái người đó vừa mất xong thì chúng ta đóng cửa liền á, dẹp hết á, thì thấy cuộc sống đời người sao nó ngắn ngủi quá. Sống với nhau mấy mươi năm mà người đó vừa chết xong chứ mình đóng cửa luôn, không nhắc nhở gì nữa, thì thấy nó có vẻ gì nó ngắn ngủi. Cho nên trên phương diện tình cảm, chúng ta duy trì sự nhớ nghĩ trong 7 tuần. Trên phương diện trợ lực cho một tâm linh người mất thì chúng ta cúng để nhắc nhở, để khai thị. Nếu như người đó chưa có khai ngộ, còn vướng bận dính mắc lưu luyến vật chất tiền của thế gian, thì chúng ta khai thị đó để trợ lực cho tâm linh người mất, để an ủi cho người còn sống khi mất người thân. Chúng ta tổ chức những buổi lễ cúng để có mặt cho nhau, tụng những thời kinh hướng tâm về người đó, nuôi dưỡng cái tình cảm mấy mươi năm với nhau. Và đây cũng là một cơ hội để chúng ta thấu đáo hơn về cái lẽ vô thường trong kiếp sống con người, để chúng ta biết tiếp nhận, để chúng ta sống tốt. Chính khi chúng ta biết cuộc đời là vô thường, cho nên chúng ta sẽ nguyện sống thường. Có ăn được rồi, cái gì bỏ qua được sẽ bỏ qua. Mọi việc bình thường mà, vì cuộc đời đều vô thường. Cuộc đời là vô thường, nhưng chúng ta luôn luôn sống bằng bất thường, cái này mới chúng ta khổ. Còn nếu nó là vô thường thì thôi, cái gì bình thường cứ để nó bình thường, đừng biến nó thành những cái điều bất thường khổ đau cho mình và người. Phật giáo nói cái gì? Nói cả hai mặt. Thế gian pháp
gọi là tục đế, thổi vào đó cái ý nghĩa để sống gọi là chân đế. Hình thức là như vậy, nội dung là thế này. Nếu cái gì chúng ta làm có hình thức, có nội dung thì cái đó có viên mãn. Tập tục của thế gian là vậy, nhưng đạo Phật đến đó trang điểm theo tập tục đó, làm cho nó đẹp thêm lên. Thí dụ như mình rót trà mình cúng thì Phật giáo cũng biểu rót trà cúng, nhưng trong khi mình rót trà, đạo Phật thổi thêm vào đó một đạo lý: trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơm gió thoảng. Trong khi mình rót trà cúng, ông thầy ông ngâm cái bài đó lên. Ông ngâm cái bài đó: trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơm gió thoảng. Mình tưởng chừng như đọc cho người chết nghe. Nếu mà người chết nghe, người chết cũng xả được cái chỗ đó. Nhưng mà người chết nghe chưa mình không biết, nhưng mà người sống nghe, người sống nghe xong, người sống nhẹ bớt: trời, tôi định dành của như em đó chứ. Nhưng mà phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Khi mà mình đọc cái câu rồi, nếu mà đối tượng cúng là cha mẹ, thì trong khi họ rót trà, Phật giáo thổi vào đó: cha mẹ còn tại thế, lo cơm nước cúng dường, mẹ cha không còn nữa, đức hạnh nguyện noi gương. Bây giờ mình sống với cha mẹ mình học cái gì? Bây giờ cha mẹ không còn thì không phải là tiền của và tài sản, mà nương cái đức hạnh đó mà sống. Phật giáo là vậy. Làm cái gì cũng có thể thổi vào đó một nội dung, làm cho cái nội dung nó phong phú. Cho nên xử lý viên dung, hình thức, nội dung viên mãn, tục đế, chân đế đầy đủ. Cho nên chuông mỏ, bên này bình bông, bên này dĩa trái cây, hai cái đó nó dung với nhau, gọi là gì? Thế gian, xuất thế gian đầy đủ. Xin Thầy cho con biết câu hỏi sau đây. Kinh Sám Hối Hồng Danh Tam Bảo câu 92: đấu chiến thắng Phật và đấu chiến đấu thắng Phật. Trong Sám Hối của Tây Tạng, hai câu này ý nghĩa có giống nhau không? Thưa đại chúng, là khi nói đến Hồng Danh của Phật Bồ Tát á, trước hết là chúng ta nhận rằng mỗi danh, mỗi hiệu đều mang một ý nghĩa để chúng ta nương vào chúng ta tu tập. Ở trong này có một câu là Nam Mô đấu chiến thắng Phật. Mình tu mà không có đấu chiến thắng với ai hết á. Đã biểu là tu là từ bi, hỷ xả, bác ái, buông bỏ, mà sao ở đây chiến đấu với ai mà phải cần thắng mà kêu đấu chiến thắng Phật? Nếu mà có thắng là thắng ai? Thắng chính mình. Cái giặc mà bên ngoài nó không nguy hiểm bằng giặc phiền não ở bên trong. Cái tham sân si nó ẩn nấp ở trong mình đó, nó mới nguy hiểm hơn những người bên ngoài. Cho nên người tu của mình là làm cái chuyện đó, đó. Làm sao để mình có thể chiến thắng chính mình và chiến đấu. Sẵn đây nói chuyện Tây Du Ký nữa, đây chính câu này nè. Khi mà thầy trò đến được Tây Phương rồi đó, thì ngày Đức Phật mới thọ ký cho tất cả bốn thầy trò thành Phật. Thì ngày Huyền Trang được Đức Phật thọ ký là chiên đàn công đức. Nghĩa là công đức của ngày Huyền Trang đã viên mãn và thơm và quý như một loại gỗ chiên đàn. Tại gỗ chiên đàn là người ta làm hương nó thơm lắm. Và cái công đức của người tu mình đó là phải làm sao mà nó công đức nó viên mãn, mà chỉ cần nói đến thì nhiều cái đẹp, cái thơm để nói rồi chiên đàn công đức. Nhưng mà ngược lại thì Tôn Ngộ Không được thành Phật là đấu chiến thắng Phật.
Như vậy có phải ông này là ông Tôn Ngộ Không không? Không. Tôn Ngộ Không Trư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh là hư cấu, không có thật. Nhưng mà ta mượn danh từ trong kinh ra để người ta đặt, để có chuyện để chúng ta học nói vậy thôi. Thực tế là không có cái chuyện là ba thầy bốn thầy trò tới Tây Phương là Đức Phật thọ ký nha. Quý vị nhớ Tây Du Ký là hư cấu, không có thật. Toàn bộ chuyện không có thật. Nhưng mà mượn nhân vật có thật là Ngài Huyền Trang đi dựng một câu chuyện đó lên để chuyên tải những đạo lý trong đó thôi. Và hai câu này không có khác, chiến đấu thắng hay đấu chiến thắng gì giống nhau, cái cách nói thôi. Nhưng mà cũng xin thưa, cái quan trọng là cái nghĩa, không phải là đấu thắng với ai mà đấu thắng với chính mình. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh Pháp Cú, phải không? Dù thắng vạn quân ở bãi chiến trường không gọi là đại chiến thắng. Chỉ khi nào mình tự chiến thắng mình, chiến thắng đó gọi là chiến công oanh liệt. Thôi chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Và kính thưa đại chúng, theo như lời yêu cầu phát nguyện của một số quý Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo, Pháp Hòa cũng xin thưa là hôm nay dù Pháp Hòa có làm lễ quy y cho quý vị, nhưng Pháp Hòa cũng chỉ là một người thầy trong Tam Bảo để hướng dẫn đại chúng trở về có pháp quy y. Chư tăng ở mười phương này, thí dụ như đặc biệt là chư tăng ở quốc độ quý vị đang sống đây, đều là thầy của mình hết. Chứ không phải mình chỉ nói là ô tôi chỉ biết có một mình thầy Pháp Hòa thôi, không phải vậy. Tăng là danh từ chung để chỉ cho tất cả các thầy tu tập. Nhưng mỗi người sẽ có một vị thầy bổn sư để dẫn dắt cho mình trên bước đường đầu tu tập. Thì hôm nay cũng vậy thôi. Pháp Hòa chỉ tâm nguyện, chỉ cần quý Phật tử phát tâm hướng về Tam Bảo tu tập là Pháp Hòa vui rồi. Pháp Hòa không hề có một cái ý muốn thêm đệ tử, thêm dây cánh gì hết. Cho nên đại chúng hiểu là mình quy y là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, không quy cá nhân của một người. Tăng là mười phương, Phật mười phương, Pháp mười phương. Quy y là gì? Quy y là trở về nương tựa. Nương tựa với Phật là bậc thầy tịnh. Nương tựa với Pháp là lời dạy của Phật. Nương tựa với Tăng là đoàn thể của những người tu. Trước hết là các bậc xuất gia, kế đến là các vị cư sĩ đại gia sống theo lời Phật. Hiểu ý không? Như vậy quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng gọi là quy y Tam Bảo. Cho nên lại Phật mới lại ba lại đó. Lạy Phật, lạy ba lạy là lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng. Quy y để làm gì? Để trở thành một Phật tử. Mà trở thành Phật tử thì phải có bổn phận của người Phật tử. Mà bổn phận của người Phật tử là bỏ ác, làm lành, giữ tâm trong sạch. Và thế nào là bỏ ác? Tôn trọng sự sống, chúng ta không giết, gọi là không sát sanh. Vì tôn trọng sự sống, tôn trọng tài sản của người khác, không trộm cắp mà biết chia sẻ, tôn trọng gia đình hạnh phúc của mình và của người, không quan hệ tình cảm dục nhiễm, tôn trọng chân thật, cho nên chúng ta không lường gạt dối trá mà tập nói lời ái ngữ và lắng nghe, tôn trọng thân của mình là do cha mẹ cho mình, tổ tiên cho mình, không tàn hoại thân mình bằng rượu chè, xì ke, ma túy và phim ảnh, sách báo, những trò chơi có tính cách bạo động, căm thù, sợ hãi, chúng ta không tiếp xúc để nuôi dưỡng thân tâm. Bây giờ quý vị ôn lại: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt dối trá, không rượu chè, hút sách, cờ bạc, bê tha. Có cái gì liên quan đến đạo không? Hay là liên quan đến đời sống của chúng ta? Hoàn toàn đời sống của con người. Đủ để biết đạo Phật
là cảm hóa nhân sinh, chỉ cho mình cách sống, chứ không phải biến mình thành những tín đồ biết lại luật thờ cúng mà không nỗ lực tu tập chuyển hóa. Cho nên đừng sợ quy y. Quy y để mình biết mình là Phật tử, cho nên có làm đi nữa đó cũng biết nương tay. Rồi có lỡ làm thì biết tàm quý hối hận. Chưa quy y thì mình có thể không có biết quan tâm, nhưng quy y rồi thì biết quan tâm và tu tập. Và trước khi chúng ta chấm dứt, xin cảm ơn ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Thanh cũng như ban tổ chức đã chịu khó tổ chức để chúng ta có một buổi tối hôm nay. Và đồng thời cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã không quản ngại đường xa, đã trở về đây, cũng như Phật tử địa phương về đây để cho Pháp Hòa cơ hội được thăm đại chúng. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã chịu khó đứng suốt buổi tới bây giờ. Xin cảm ơn tất cả rất nhiều. Chúc tổ chức an lành.